giật mình đàn bò thảnh thơi dạo mát đi trên cao tốc hết sức nguy hiểm. Hôm nay ngày 2 tháng 8, trên các diễn đàn giao thông truyền tay nhau vụ việc với caption như sau: nhiều tài xế đang di chuyển tốc độ cao trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phải giật mình khi thấy đàn bò đang đi dạo. Tình huống ra sao mời cả nhà theo dõi tiếp nhé. Cụ thể, gần 9 giờ ngày 1 tháng 8, anh BVL, ngụ thành phố Long Khánh, Đồng Nai, cùng gia đình đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới địa bàn xã Long An, huyện Long Thành, người đàn ông này cùng các thành viên tá hỏa phát hiện đàn bò đang tung tăng đi dạo. Thời điểm này, anh L đang chạy tốc độ 100 km/h. Khi vượt qua đàn bò, anh L nhìn kỹ thấy tất cả 4 con. Liên quan sự việc trên, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã nắm được sự việc. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam, đơn vị quản lý, vận hành khai thác, chấn chỉnh tuyên truyền người dân không để gia súc đi lên cao tốc, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài 55 km, hoạt động từ năm 2015. Trên tuyến thỉnh thoảng xảy ra tình trạng hư hỏng hành lang bảo vệ, gia súc đi vào hành lang ăn cỏ, có khi còn xuất hiện người đi bộ băng qua cao tốc để đi làm đồng. Cuối năm 2020, cao tốc này được đề xuất mở rộng gấp đôi trên chiều dài 24 km tính từ thành phố Hồ Chí Minh, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Còn bạn thấy sao về pha đàn bò tung tăng đi dạo trên cao tốc này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.